Xin chào mọi người. Trước khi mà vào video ngày hôm nay thì mình có một số lời muốn nói. Trước hết thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Thì mọi người yêu thương mình quá nhiều, mọi người rất là ủng hộ mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại vì tính ngày hôm nay là mình làm video được 4 ngày, 5 ngày gì đó, hay là 3-4 ngày gì đó, mà đã có 300 người đăng ký rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Nên mình không thể tưởng tượng được điều đó. Và mọi người khen mình cực kỳ nhiều luôn. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mình luôn mong muốn là sẽ ra được những cái video hay hơn, bổ ích hơn cho mọi người. Mọi người cũng đã gửi cho mình những cái lời góp ý mà mình cảm thấy như là rất là cảm động, rất là chân thành. Và thực sự nó giúp mình tiến bộ hơn rất là nhiều. Mình cũng thấy mọi người gửi mình rất là nhiều câu hỏi. Thì càng ngày lại càng có nhiều câu hỏi hơn. Mình không thể nào mà mình trả lời kịp xuể hết được. Mặc dù mình rất cố gắng trả lời từng bình luận một ý, nhưng mà mình có thể trả lời sót thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Sắp tới thì mình cũng sẽ làm video Q&A và mình sẽ tổng hợp lại tất cả những câu hỏi đó và trả lời trong video để mọi người có thể tiện xem hơn này. Rồi có những câu hỏi trùng nhau thì mình cũng có thể trả lời cùng một lúc luôn. Thế nên là mọi người có câu hỏi gì thì có thể comment phía bên dưới video này nhá. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất làm video Q&A cũng như là video chia sẻ về chuyện đi du học của mình, xin học bổng như thế nào. Với cả có một chuyện là kiểu mình nhận ra ấy là có nhiều câu hỏi mình thậm chí mình không biết câu trả lời. Sau đó thì là có một bạn khác và trả lời giúp cái bạn đó. Thì mình thấy là mình đang xây dựng lên một cái cộng đồng rất là lành mạnh, rất là tuyệt vời. Mình rất là cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mình cảm thấy như là cái quyết định làm YouTube của mình là đúng đắn. Thế nên là mình chỉ biết cảm ơn mọi người thôi. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái room tour căn phòng 3 người tại trường đại học Yonsei xây nhá. Để xem là căn phòng như thế nào. Mọi người cùng đi theo mình nha. Xin chào mọi người, chắc là mọi người cũng đã biết rồi là bây giờ mình đã chuyển sang phòng mới rồi. Mình có bạn cùng phòng ấy, thế nên là không tiện quay trong phòng. Thì rất là nhiều bạn hỏi mình về cái room tour, cái phòng ở trường đại học Yonsei. Thì hiện tại mình đang ở phòng 3 người nhá. Hiện tại các bạn cùng phòng của mình đang đi ăn tối, thế nên là mình có thể quay thật nhanh cho mọi người cái room tour của phòng này. Thế mọi người cùng đi theo mình nhá, thật nhanh thôi. Ok, mở cửa ra này. Thì đây là phòng 3 người. Thì khi mà mình vào thì mình sẽ phải đút cái thẻ của mình vào đây để mình mang ra mình quay cho mọi người xem nhé. Đợi một chút. Đây, thì có thẻ đây đúng không? Mở cửa ra này. Đó, mở cửa ra. Sau đó thì mình sẽ đi vào đây. Nó sẽ có điện, bật điện lên. Sau đó thì mình sẽ thì dép của mình này, đây là dép con vịt của mình, có thấy cute không? Ok, đi vào nhá. Đầu tiên là sang bên phải trước. Bên phải thì ở đây có một cánh cửa. Là một cánh cửa nhà vệ sinh. Ta không có gì cả, đóng cửa lại nha. Và quay lại thì ở đây sẽ có một cái bồn rửa mặt và gương nữa. Chào mọi người chút. Đang ở trong phòng, đang ngồi học bài nên đeo kính lắm mọi người. Ok nha. Bên này có một cái phòng nữa. Một cánh cửa. Không biết là dẫn đến đâu đây. Ok, chúng ta cũng mở ra nhé. Tên tên tên. Ôi, tối om mà. Bật đèn lên. Ok, đây là một cái phòng tắm nha mọi người. Đây là một cái phòng tắm nha. Đó, phòng tắm đó. Ở dưới này thì mình có đồ tắm của mình. Không có gì đúng không? Ok, đóng cánh cửa này lại và tắt đèn đi. Mình sẽ... Đây, mọi người thấy căn phòng không? Mình sẽ ra đây xem nhá. Ở đây có... Đây là bảng điều khiển máy sưởi, bảng điều khiển điều hòa. Và đây là công tắc bật điện. Tắt đi, bật lên. Đó. Nhưng mà cái máy sưởi và cái điều hòa này sẽ do nhà trường quản lý. Học sinh sẽ không được tự ý gọi là di chuyển. Không phải di chuyển mà là cái gì nhỉ? Mình không được tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ đâu. Mình không giảm được luôn ý. Cái đấy là nhà trường tự làm. Kiểu như là ví dụ như trời nào hôm nào lạnh quá, nhà trường sẽ bật cái máy sưởi này nó ấm hơn hay như nào đấy. Nói chung là nhà trường sẽ quản lý theo một cái hệ thống, tất cả phòng đều như nhau. Thì lúc đầu mình thấy như thế hơi bất tiện ý, nhưng mà chắc chắn là có lý do thì nhà trường mới làm như thế. Và mình thấy là cũng không sao lắm. Thế là nhà trường quản lý nha mọi người. Thì đây là một cái giường tầng.
hai bạn cùng phòng của mình. Mình ở với hai bạn người Tây. Đó. Bên này là giường của mình. Thì các bạn thắc mắc tại sao một người mà có ba cái gối thì mình có một cái thôi, còn hai cái này là mình cầm hộ bạn thôi nhá. Một người mà đội cái gối ba cái gối. Ở dưới này là có ngăn tủ này. Ngăn tủ ba, ngăn tủ cho ba bạn này. Có ba cái tủ cho ba bạn nữa này. Đó. Cái tủ này còn có cả mật khẩu nha mọi người. Ghê không? Nhưng mà chẳng ai đặt mật khẩu đâu. Mỗi lần mở ra phết ốm. Đây, bên này thì có hai cái bàn này. Đây là bàn của hai bạn Tây kia. Đó. Đây là bàn học của mình. Trời ơi, mọi người thấy nhiều đồ không? Mình đúng là kiểu, đúng là kiểu khuân vác rất nhiều đồ luôn ý. Còn đang cầm đồ hộ bạn về nghỉ đông nữa nên là cũng nhiều. Đây thì ở đây mình đang học tiếng Hàn. Đó. Có vậy thôi, đó là một căn phòng. Đây, trời ơi mình nè các bạn. Hello mọi người. Ôi. À, đợi tí nhé, mình tắt đèn đi để quay view nhá. Ok, đợi tí. Đây mọi người ơi, căn phòng tối om rồi đây. Nhìn này có view rồi đây. Mình đang ở trên tầng 8 ý. Mọi người thấy ở kia có núi không? Đó, nhìn được núi đấy. Buổi sáng nhìn trông cũng đẹp phết. Nhưng mà ở đây cái view này không đẹp bằng view phòng cũ của mình đâu mọi người ạ. Nhìn sang tòa nhà thôi, với ở dưới kia có đường ấy. Ở kia kiểu chỗ này này, có một cái quán tteokbokki mình cực kỳ thích luôn. Mình hay ra đây ăn đó. Đấy. Thế nên là mình cũng hơi thích cái view này. Tại vì được nhìn ra cái quán yêu thích đấy. Đó, thì có vậy thôi. Một cái room tour rất nhanh cho các bạn nha. À, ở bên cạnh bàn học của mình còn có ba cái tủ quần áo cho ba bạn nữa. Thì cái phòng ba người này này, đây thì nó mình có sang phòng hai người của một bạn của mình rồi, thì nó sẽ, mình cảm giác nhá là nó không to hơn đâu, nhưng mà tại vì là nó chỉ có hai cái giường thôi, xong rồi đồ đạc nó cũng ít hơn hay sao ấy, thế nên là trông nó rộng hơn, trông cũng thoải mái hơn. Thì phòng ba người ở đây mình nhớ nhỉ, là tầm 5 triệu một tháng ấy. Tầm 5 triệu một tháng. Đó là mình đóng đi là 20 triệu tầm đó là một kỳ 4 tháng. Nó cho phòng 3 người. Còn phòng 2 người là 10 triệu một tháng. Đúng không ta? Ừ đúng rồi. Phòng 2 người là 10 triệu một tháng và gần 40 triệu một kỳ 4 tháng. Đó. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đây chỉ là một cái video mình quay rất là nhanh để quay cho các bạn xem cái room tour của phòng mình ở trường Đại học Yonsei thôi. Thì đây là một phòng 3 người mà, thế nên là nó cũng không đẹp đến thế đâu, nên là, nhưng mà nói chung là mình cũng khá là thích. Mình thấy là hợp lý với giá tiền. Đấy, thế nên là cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Mình mong là mọi người thích video này. Mặc dù nó không có gì cả, mình cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ mình. Và nếu mà các bạn muốn mình làm video gì thì có thể comment ở phía bên dưới. Có câu hỏi gì cũng có thể đặt ở phía bên dưới. Và nếu các bạn thích mình thì like video này và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa ngủ dậy nên là kiểu đang hơi đơ đơ ấy. Bye bye.